Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong những ngày thời tiết rất khô duy trì, tình trạng rét buốt toàn Bắc Bộ. Ở vùng núi Trung Du và đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội với mức nhiệt dưới 12 độ từ rét buốt. Đến trưa chiều thì nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Các khu vực khác cũng có mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Về đêm trời quang mây khiến cho quá trình phát xạ nhiệt diễn ra mạnh nên nền nhiệt ở tất cả các vùng núi và trung du Bắc Bộ chỉ còn dưới 10 độ. Vùng núi cao dưới 5 độ, trời rất buốt, có khả năng xảy ra sương mù và băng giá. Ở miền Trung, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình, nhiệt độ cũng thấp, chỉ từ 10 đến 12 độ. Tại khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao hơn từ 13 đến 16 độ. Ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Đến trưa chiều, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nắng sớm nên nhiệt độ tăng lên mức từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi trời vẫn có nhiều mây nên nhiệt độ không tăng cao, cũng chỉ từ 23 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do không khí lạnh khuếch tán xuống nên nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng sớm. Còn 3 ngày tiết trời nắng và mát mẻ, nên nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng từ 16 đến 18 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Và xe lạnh ở Nam Bộ nên ngày hôm nay nhiệt độ ổn định với mức từ 30 đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ nay đến hết năm 2021 có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và có thể khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam. Những tháng đầu năm 2022 vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Như theo mô hình dự báo thì hiện nay trên khu vực vùng biển phía đông của Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hướng vào Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn nhiều thay đổi. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới.